cô chào các em hôm nay cô cùng các em đi tham quan du lịch qua bàn ảnh nhỏ nhé xem đất nước việt nam ta có những cảnh vật gì sông nước hữu tình như thế nào mà đi xa ai ai cũng phải nhớ đó là chủ đề kỳ nghỉ kỳ nghỉ có những gì thú vị cô cùng các em tìm hiểu nhé các em quan sát bức tranh này tranh vẽ cảnh gì nào đây là cảnh của một bạn nhỏ đi du lịch cùng gia đình đấy các em xem bạn đi du lịch ở nơi nào các em chú ý nha con gì nào con gà ồ bạn nhỏ ngồi trên gì ờ đúng rồi trên ghế mà ghế làm bằng gì các em ồ đúng rồi bằng gỗ và trên bàn ăn của bạn con gì ồ con ghẹ Đúng rồi, như vậy bạn nhỏ đang thưởng thức món đặc sản của vùng biển đấy các em Các em quan sát nào Trên đây cô có tiếng là gà Ghế Gỗ Ghẹ Các tiếng trên Cô tô màu đỏ là âm gì? Ồ đúng rồi, âm G và âm G g đơn và g ghép đó các em. Đó là nội dung bài học của các em. Cô mời các em đọc nào. G. G. Đọc lại. Âm g này là g đơn, âm g này là g ghép đấy. Các em nhớ nha. Các em chú ý tìm cô nào. G. Cô sẽ giới thiệu các em âm g. Đây là chữ g viết hoa. Đây là chữ G viết thường Đây là âm G in hoa nè các em Đây là âm G in thường đấy Cô mời các em đọc cùng cô G G G G G Cô mời các em đọc lại nào Rất tốt, cô khen các em nào Các em quan sát nhé. G G Cô ghép với âm A Ta được tiếng gì nào Ồ, G, A, Ga Cô thêm dấu quyền cho năm A nữa Thì cô được tiếng gà Đây là con gà Nó gần gũi với các em phải không nào Cô mời các em đọc cùng cô nào G G, G A G A ga quyền gà gà. Cô mời các em đọc lại. Rất tốt, cô khen các em Các em quan sát tiếp nha G yeah. Cô mời các em đọc G yeah. Cô sẽ giới thiệu các em âm G nha Đây là chữ G viết hoa nè các em Đây là chữ G viết thường Đây là âm G in hoa Đây là âm G in thường đấy Cô mời các em đọc cùng cô nào G G G G G. Cô mời các em đọc lại. Rất tốt, cô khen các em. Các em đọc tiếp cô nha. G. Cô có âm G. Cô ghép với âm E. Thì cô được tiếng gì nào? Các em mang sát nào Và cô thêm dấu sắc trên âm E nữa nên cô được là tiếng ghế. G, E, G, sắc ghế đấy. Cô mời các em đọc cùng cô nha G G E G E G sắc ghế Ghế Cô mời các em đọc lại Rất tốt cô khen các em Các em đọc lại nào G G A G A gà quyền gà Gà Đây là con gà Cô mời các em đọc nào G, g a g a gao viền gà gà các em đọc lại giỏi lắm cô khen các em các em quan sát tiếp nè g cô cầm g cô ghép âm e g e g e ghê sắc ghế ghế cô mời các em đọc lại nha g g e g e ghê sắc ghế ghế đọc lại nào giỏi cô mời các em đọc lại toàn bài g g a g a ga quyền gà gà g a, g e g e g sắc ghế ghế cô mời các em đọc Giỏi cô khen các em Các em quan sát tiếp nhé cô tranh vẽ gì nào Ồ oh, đây là nhà ga Để nơi mà tàu quả Đậu và đổ đấy các em Cô có tiếng ga Cô mời các em đọc giúp cô nè g a ga Cô mời các em đọc Tốt cô khen các em Các em quan sát tiếp nha Con này con gì Hồi đây là con gà gô Cô có từ gà gô Cô mời các em đọc nào Gà gô G A ga quyền gà G O gô Gà gô Các em quan sát tiếp giúp cô nè Con gì các em Các em biết con này chưa Ồ đấy là con ghẹ Ghẹ rất ăn rất là ngon và bổ dưỡng nha cô có tiếng ghẹ có mời các em đọc g e g -e nặng ghẹ ghẹ rất tốt cô khen các em các em quan sát tiếp nào hình gì các em Ồ, hình đang ghi chép cô có tiếng ghi cô mời các em đọc cùng cô nè g i g -i. cô mời các em đọc g i rất tốt, cô khen các em Các em quan sát tiếp nào Bé vẽ gì các em Ồ, oh, bé vẽ gà và ghế Nên cô có câu là bé vẽ gà và ghế Cô mời các em đọc nào Bé vẽ gà và ghế Cô mời các em đánh phần nào Bờ e bé sắc bé Vờ e ve ngã vẽ Gờ a gao viền gà Vờ a va viền và g e g sắt ghế cô mời các em đọc lại bé vẽ gà và ghế rất tốt cô khen các em các em đọc bài rất là giỏi các em tìm tiếng trong tranh rất là hay cô khen các em cô mời các em lấy bản con ra cùng cô viết nhé các em quan sát xem cô viết chữ g chữ g gồm hai nét đó là nét công kính và nét khuyết dưới Cô mời các em viết vào bản con của mình đi nào Ồ các em viết đẹp cô khen các em Các em quan sát tiếp nha Xem cô viết chữ gà Chữ gà gồm chữ G, chữ A và dấu quyền Trước tiên cô viết chữ G sau đó cô viết chữ A nối liền với chữ G Dấu quyền trên chữ A nha Cô mời các em viết vào bản con Rất tốt, cô khen các em Các em quan sát Xem cô viết chữ G Chữ G gồm 4 nét Đó là nét công kính nét khuyết dưới, nét khuyết trên và nét móc hai đầu. Cô mời các em viết vào bản con thế nào. Rất giỏi cô khen các em. Các em quan sát tiếp cô viết chữ ghế. Chữ ghế gồm hai chữ chữ G và chữ E dấu sắc trên chữ E. Trước tiên cô viết chữ G. Cô lia bút viết tiếp chữ E. Dấu sắc trên chữ E. Cô mời các em viết vào bản con của mình đi nào. Chữ ghế khó, các em viết đẹp quá Cô khen các em nào Các em quan xác tiếp nha, chúng ta đọc bài nha G G G này trong tiếng gà, thấy không các em? Cô mà các em đọc cùng cô nè G Cô ghép với ô Thì cô sẽ được tiếng gì đây? Cô thêm dấu ngã cho năm ô nữa Thì cô được tiếng gỗ Cô mời các em đọc nào G ô g ô gô ngã gỗ cô mời các em rất tốt cô khen các em các em quan sát tiếp nha cô có âm g cô ghép với âm o thì cô sẽ được tiếng gì nào cô thêm dấu ngã cho âm o nên cô được là tiếng gõ các em đọc theo cô nào g o g o go ngã gõ cô mời các em đọc Rất tốt, cô khen các em Các em quan sát tiếp nào G, cô ghép với âm gì đây? Âm A Thì cô được tiếng gì đây? G, A, ga Cô mời các em đọc G, A, G, A, ga Cô mời các em đọc lại Rất tốt, cô khen các em Các em quan sát tiếp nhé G, ơ Thì cô được tiếng gì nào? g ơ g cô mời các em đọc cùng cô nè g ơ, ơ gơ g đọc lại giúp cô giỏi cô mời các em quan sát tiếp nè g cô ghép với âm ư thì cô sẽ được tiếng gì nào g ư gư cô thêm nhớ quyền cho năm ư nên được cô được là tiếng gừ cô mời các em đọc cùng cô nè g ư g ư gư quyền gừ Đọc lại nào Giỏi cô khen các em Các em quan sát tiếp nhé Âm G trong tiếng ghế Cô có âm G Cô sẽ ghép cái gì nào Ghép với âm Y Thì cô sẽ được tiếng gì đây G Y ghi Đọc cùng cô nha G Y G Y ghi Đọc lại Rất tốt Các em quan sát tiếp nha G Cô ghép với âm E Thì cô sẽ được tiếng gì nào Cô thêm dấu sắc cho năm E nữa Thì cô sẽ được là tiếng ghế G, E, G, sắc ghế -E. Bây giờ cô mời các em đọc lại giùm cô nè G, E, G, E, -S -S G, sắc -E. ghế Các em đọc nào Rất tốt, cô khen các em Bây giờ cô có âm G mà cô ghép với em e thì cô sẽ được tiếng gì đây nào g e ghe và cô thêm dấu nặng dưới âm e nên cô được là tiếng ghẹ cô mời các em đọc cùng cô nha g e g e ghe nặng ghẹ cô mời các em đọc lại nào các em à khi viết chữ g ghép các em viết cùng chữ g ghép là chữ y chữ e và chữ e nhé các em quan sát nhé. cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh hoa nở trên cành hoa chứa tiếng gì đây cô mời các em cùng cô đi dạo trong vườn và chúng ta cùng khám lại vẻ đẹp của hoa nhé qua số mấy nào các em nêu lên đi cô sẽ mở ra cho các em xem tiếng gì nào ồ oh, số 1. cô mở nào tiếng gì đây ồ đúng rồi tiếng gà cô mời các em đọc lại nào gà đọc lại cùng cô gà rất tốt số mấy số mấy ồ số 2. cô mở cái số 2. tiếng gì các em cô mời các em đọc coi đọc cùng cô nha Gẹ. Gẹ. Giỏi quá rồi Số mấy, số mấy Ồ, ờ, đúng rồi, quà số 4 Tiếng gì các em? Đọc giúp cô xem Ồ, ờ, ghi Ghi Rất tốt Số mấy, số mấy Đúng rồi, số 5 Số 5 từ gì các em? Đọc giúp cô nào Gà yeah, gô Cô mời các em đọc lại nè Gà gô Đọc lại xem Rất tốt Số mấy, số mấy đây Ồ, ờ, số 3 Ồ, ờ, có hay kẹo Rất là ngon, rất đẹp Cô tặng cho các em nha Các em à, các em muốn đọc bài tốt thì các em về mở sách ra chúng ta đọc thường xuyên và nhớ viết bài thường xuyên thì chữ các em sẽ đẹp thôi. Các em xem trước bài 4 chủ đề kỳ nghỉ để giúp các em học tốt hơn nhé. Các em nhớ mở vở tập viết ra, các em viết bài số 3 của chủ đề kỳ nghỉ nhé. Tiết học đến đây đã hết rồi. Cô chào các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, cô yêu bạn mến, cha mẹ hài lòng nhé.